Dạ, Thanh Linh chào cô Rồi, chào 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 em. ạ. Dạ, rồi bây giờ cô giới thiệu về bản thân cho con nghe nào, cũng như là cái sự việc mà cô muốn trình bày nào. Cô tìm là cô hồi trước kia, trước lúc mà giải phóng là năm 72 á, cô quen anh đó là tên Đoàn Văn Minh ha. Anh ta là lính không quân ở Biên Hòa, có tay người võ là Taekwondo. Cô tên gì cô? Cái hồi xưa là cô tên Trần Thị Lùng, hồi xưa Trần cô quen anh Trần Thị Lùng, Trần Thị Lùng. rồi Trần Thị Lùng Cô sinh năm bao nhiêu cô? sinh 58, sinh 1958, Dạ. em lấy địa chỉ đi, 262 xẹt 17B, Dạ rồi. ấp Đông Thành, Dạ. xã Tân Đông Hiệp, Dạ. thị trấn Dĩ An, Vâng. tỉnh Bình Dương. Rồi như vậy là bây giờ là cô tìm cái người này là có quan hệ với cô như nào? Là hồi xưa cô là mối tình đầu của chú ấy, nhưng mà ý là cô tìm người đó để đáp ơn cô đó, chú đó là hồi xưa, tại vì nó đúng trai trẻ quen rồi thì cô cũng nhiều cái chỉ có hiểu nhầm chút xíu là hai người chia tay, nhưng mà người ấy là người tốt cũng như là giúp đỡ cho gia đình cô. Bây giờ cô muốn tìm người đó để mà trả ơn người đó, nếu mà người ta giàu thì thôi, nếu người ta nghèo là cô giúp đỡ lại người đó, ý cô là như Cái chú đó tên là gì, à. năm nay là bao nhiêu tuổi, cô nói lại giùm con. Cô chỉ đoán là lúc cô quen chú đó là cô mới 15 tuổi, thì chú đó cỡ cho 20 mấy tuổi, là cô đoán chú hiện bây giờ 32 hay là ấy 70, 72 hay là 75 gì đó em, mà cỡ đó đổ xuống thôi em, khoảng phạt vậy thôi Tên tên chú đầy đủ là gì, cô nhắc lại giùm con em. Đoàn Văn Minh, cái. Đoàn Văn Minh. Đoàn Văn Minh. Dạ. 262 xẹt 17B ấp Đông Thành xã Tân Đông Hiệp Dĩ An Bình Dương là cái địa chỉ bây giờ hay là địa chỉ ngày xưa cô quen chú? Cái địa chỉ đó là ngày xưa cô quen, nếu mà tìm người đó là là em phải nói cái địa chỉ ngày xưa là người ta muốn, Dạ còn dạ cô bây giờ ở trên này, cô chồng chồng cô phải mất nay mấy năm rồi, nhưng mà ý là hiện bây giờ cô ở trên Đồng Nai là khác, cô ở đây có một mình Dạ rồi con nè. hiểu rồi. Nè. Rồi cái chú Đoàn Văn Minh này là địa chỉ ngày xưa ở đâu cô nhớ Nhớ nhầm nhớ là ở ở ngay chợ ông Tạ cũ đó con, chợ chợ ông Tạ Sài ông Gòn. Tạ Rồi, chợ ông Tạ đầu chợ đi vô khoảng chừng 100 hay là 200 mét gì cô nhớ khoảng vậy thôi, là tẻ bên cái hẻm tay trái vậy thôi, cô biết vậy thôi, rồi à. Nếu mà vậy thì dễ tìm rồi. ai biết, nhưng mà họ không tìm được đâu cô không đi được, mà cách đó không biết mấy trăm năm gì sao cô đi vô tới đó mà cô không biết đường đi, thôi cô quên luôn, không biết đường đi, em giúp cô đi chứ cô không biết đường đi. Nếu mà vậy thì cô chú anh chị mà ở ngay chỗ chợ ông Tả ở Sài Gòn á thì ngay chợ ông Tả đi vào đó 200 m đúng cô? Rồi rồi sau là quẹo trái à? Quẹo trái, xẹt qua tay trái và về là đi vô một khúc vậy thôi. Đi vào khúc thôi. Nhưng mà em biết sao, cái hồi kia là quen trước giải phóng, rồi tới giải phóng rồi chỉ gặp có một lần hai lần là tắc lạc, không biết là người ta đi dùng cái tí mới hay là người ta đi Mỹ hay là người ta còn đó, tại vì khu đất đó nhỏ quá, cái gia đình nó đông quá, không biết người ta ly tán như thế nào là nên tìm không được em ơi. Đó với hậu chú đó là lính không quân, lính quỵ, thành ra không biết khi giải phóng rồi chú làm cái gì thì cô cũng không biết nữa. Hồi đó là chú lính không quân của chế độ cũ à cô? Cái đồ cũ ở Biên Hòa nghe, lính không quân ở Biên Hòa, tổng số 1 số Hòa, nhưng mà có người võ là Taekwondo, có người dạy võ Taekwondo nữa Dạy võ Taekwondo. đó, đó lính không quân mà cũng dạy võ Taekwondo. Rồi cha mẹ rồi anh em của chú này cô có biết tên không? Không biết tên, cô không biết cô biết là 7 người em đó thôi, con Lan nè, Lan đó, thí dụ Đoàn thì Lan ha, Đoàn thì trời như Huệ, nhưng mà con cứ để Lan đi nha, Lan, Bùi Huệ, rồi Tuệ, rồi rồi Xuân, Thông, Loan, Chí, đó mấy người em của chú đó. Ồ, tính ra 50 mấy năm mà cô nhớ hay nhờ. Đúng đúng năm 50 năm á, hầu Năm mươi năm. cô này
Cô nghe 15, 16 rồi, lúc cô quen là 15, 16 tuổi đó. Bây giờ cô nhớ là vậy. Vâng. Rồi bây giờ con tóm tắt sơ lược lại cái câu chuyện mà cô Trần Thị Lùng chia sẻ cho con nhé. Dạ. Rồi. Như vậy là cô nói ngày xưa tên cô là Trần Thị Lùng thì bây giờ là cô lấy tên khác à? Rồi. Tại cô lên đây cô đổi là tên khác. Cô lên Đồng Nai á, có chồng khác là cô đổi tên khác. Cô là Trần Thị Lùng, sinh 1958, ngày xưa là ở địa chỉ 262 xẹt 17B, ấp Đông Thành, xã Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương. Rồi đúng. Và cô tìm chú Đoàn Văn Minh, năm nay là hơn 70 tuổi, khoảng đâu đó từ 72 cho đến 75 tuổi. Rồi Còn rồi đúng. năm sinh thì cô không rõ ha cô ha. Và Ừ đúng. cô nhớ nhà chú là ngay cái chỗ ngã ba ông Tả, là chỗ chợ ông Tả cũ á, đi vào Đúng rồi. 200 mét rồi quẹo trái đi thêm xíu nữa là đến nhà chú. Đúng 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 đúng. Rồi Làm gì nữa. thế thì dễ, nếu mà đó là cô không có bỏ công đi tìm, nhưng cô có bỏ công đi tìm chắc con nghĩ là tìm cũng ra đấy. Cô đi, chân cô đau, cái chân cô không đi được. Cô... Rồi em của chú Đoàn Văn Minh nhé, là có tên là Lan này, Huệ, Tuệ, Xuân, Thông, Loan, Trí. đúng rồi đúng Có đúng đúng 7 người em. đúng Ngày xưa đúng là chú đi lính không quân của Việt Nam Cộng Hòa, hồi đó ở Biên đúng Hòa, rồi. và có một cái nghề đó là dạy võ Taekwondo. Đúng 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 đúng. Vâng, con thấy cái thông tin thì khá là rõ ràng, chi tiết luôn. Rồi đúng. Nhưng mà hồi đó cô có tấm hình nào của chú không? Có vừa mà vừa mất rồi, có chụp chung với chú mấy tấm hình luôn, vừa mất nhưng mà nếu mà chú vẫn còn giữ ở dưới đó, nhưng mà cô thì Như vậy là cô muốn tìm chú Đoàn Văn Minh là để nhớ đến cái ơn của chú ngày xưa ha, ha cô ha? đúng nhớ ơn chú ngày xưa. Người chú mà cứu được anh mình, anh ruột của mình luôn, nếu mà không có chú đó anh ruột mình chết rồi, thành ra mình nhớ cái ông người đó. Hồi xưa là mối tình đầu của, đó là mối tình đầu của cô luôn, đó là mối tình Vậy đầu ra cô. à, cũng là người ơn của cô luôn. Mà hồi đó là cô là 15 tuổi à? 15 lúc cô học lúc lớp 10, lớp 10 hay lúp mấy gì vậy à, cô học bên Biên Hòa rồi cô quen chú đó luôn. Cô học trường Khiết Tâm đối diện với tổng công quân luôn. Cô học trường Khiết Tâm ở Biên Hòa, học sinh ở Biên Hòa, cô đối diện với công quân, là chiều đi xe lửa về đó. Hồi đó là công quân còn đi xe lửa thôi, đi xe lửa đi lên đi xuống Sài Gòn, là đi cô đi xuống nhà chú đó, là cô đi xe lửa từ Dĩ An ra Dĩ An xuống ra Hòa Hưng ra bắt xe buýt đi lên ông Tạ rồi đi vô nhà chú đó, biết vậy thôi. Mà gần ở chỗ đó như là có rạp hát Đại Lợi, chỗ đó đi ra một khúc là có rạp hát Đại Lợi. Cô nhớ là cô với chú đó đi xem rạp hát Đại Lợi vậy thôi, gần cái chỗ đó gã ngang. Cô là con hỏi là có rạp hát Đại Lợi gì không biết nữa. Vâng. Rồi thì con cứ ghi nhận cái câu chuyện của cô Trần Thị Lùng ở đây. Bây giờ thì con cứ lấy cái tên ngày xưa đi. Bởi vì may ra Rồi đúng. thì chú có ấn tượng, chứ sau này cô về lập gia đình mới thì cô lấy tên khác thì chú cũng đâu biết đâu. À, đúng 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 rồi. Cái địa chỉ thì ngày xưa chắc là chú cũng có đến nhà cô chơi hả? Lên hoài lên thường Lên lắm, phải. Dĩ An là biết hết rành hết. Địa chỉ ngày xưa của cô là 262 xẹt 17B, ấp Đông Thành, xã Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương. Đấy, con mà nói ra mà chú mà có xem được đó là chú nhớ ngay. Đúng rồi. Rồi ngày xưa là chú cứu anh của cô tên gì? Tên Trần Văn Tèo. Trần Văn Tèo Đi lính ở quầy gì ta, ở quầy Quế Đà Nẵng gì đó, rồi ha. chú cho một số tiền lớn lắm, lúc đó là cho số tiền lớn lắm. Ông già chú mới đi ra, nếu như ông già của cô ấy mới đi ra trước ông anh về, nếu không có cái số tiền đó thì ông anh chết rồi đó, rồi đâu có tiền đâu. Lúc đó cũng khổ, lúc năm 72 73 cũng khổ lắm, nhà gia đình cũng hoàn cảnh cũng khổ lắm em, không phải như bây giờ. Người đó ghê lắm, rất là nhớ ông luôn, chỉ cần gặp người đó một lần thôi thì cô mà có chết cô cũng tội nguyện luôn, nói thiệt lòng luôn. Ê, này cháu cũng chồng ngầu xung quanh đây. Cháu cũng Các cháu ngồi xung quanh. cháu cũng nói tối nay ông quậy về bóp cổ. Ông ngoài Nói với như nhớ người đó, bóp tại ông bà tôi
Không sao đâu, thì bây giờ mình lớn tuổi rồi, mình ôn lại kỷ niệm xíu cũng được, không có sao đâu cô. đúng Dạ. rồi. Bây giờ Cô đâu bấm cái này, nhà cô dưới kia kìa, cô mới lên nhà cháu ngoại nè, rồi cô nhờ nó bấm. Còn ví dụ con có gọi Zalo lại thì con mới bấm được, còn cô không biết bấm cái gì hết trơn. Máy này vậy là bây giờ con nó gọi cho cô là cô đang ở bên nhà cháu ngoại. đúng rồi, đúng Ừ, rồi. vậy đó. Vâng, được mấy người cháu ngoại hỗ trợ cho cô cũng vui ha. Cái này là cháu của chồng mà nó kêu giai bà ngoại, còn cô là có một đứa con gái nó ở Bình Dương á. Bây giờ con gái cô là ở Bình Dương, hai đứa cháu ngoại lớn rồi, một đứa mới ra trường, nó học trường đại học kinh tế UEF gì đó, con nó mới ra trường 23 tuổi, nó mới ra trường. Còn thằng lớn thì cháu ngoại mà 27 tuổi nó cưới vợ rồi, về quê mới cưới vợ xong. Cô có hai đứa cháu thôi, là cháu mình sau của cô. Rồi, con cứ ghi nhận cái thông tin của cô Trần Thị Lùng ở đây. Sau ngày hôm nay, nếu như ai đó có thông tin về người đàn ông tên là Đoàn Văn Minh, hồi đó là ở chỗ chợ ông Tà cũ, đi vào 200 m cầu trái là tới. Đấy thì con nghĩ rằng ai có cái thông tin này thì chắc cũng nhận được tin nhanh lắm á. Tại vì cô là sợ ông đó, không biết là nhiều khi bây giờ chỉ có em ổng nó đông quá thì nó còn tủ tủ thì dễ biết, sợ mình ổng già đó, ổng đi ý, nghĩ vậy thôi. Bây giờ cô nói về thí dụ, bây giờ đầu tiên là thí dụ nếu mà ai tìm được ông Đoàn Văn Minh thì tôi xin hậu tạ là thí dụ như đầu tiên là 10 triệu, mà nếu khi tôi gặp rồi tôi sẽ gửi thêm vậy thôi. Chú Được hết cô ha. gửi 10 triệu, rồi sau khi mà thí dụ gặp được người đó lên Zalo hay gì tôi gặp mình rồi tôi sẽ hậu tạ thêm. Vậy thôi, cái tim thì cũng nói nha, Như nói vậy chung là cô Trần Thị Lùng sẽ hậu tả cho cô chú anh chị nào, nếu như ai biết được chú Đoàn Văn Minh ở đâu, thì trước mắt là cô xin hậu tả 10 triệu đồng cho công của người đó. Rồi đúng sau đúng này đúng mà gặp được chú đó thật sự ở ngoài đời nữa thì cô sẽ hậu hậu tả thêm cái tim thì tả không thêm. coi như là bằng nhau thì tôi nói được, nhưng mà gặp nhau đã thì Rồi con bọn hiểu em đã rồi. Thì đó là cái tâm lòng của cô, con cứ ghi nhận như vậy. Rồi con nghĩ rằng là cái trường hợp của cô chắc cũng nhận được thông tin sớm lắm á. rồi rồi Dạ đó, mà dạ tôi mà liên lạc được chú tôi mừng. Tôi nói dạ rồi, tôi không biết cách nào. Chú con gái tôi với Bình Dương á, nó thôi mẹ tìm cái gì, như những cục chi ly gì đó. Tôi nói thôi thôi tìm đó lâu lắm rồi, không không tìm được. Rồi dạ xong cái có cái này mà cứ lên nhỏ cháu. Còn lúc Bình Dương thì về cũng có để ý vụ này, cái lên nhỏ cháu, hai bà cháu mò mò cái thấy vậy, cái nhỏ nhỏ cháu nó ừ. Nhưng mà đúng là chú, cái bà kia bà kêu là tướng vĩ tôi không biết, nhưng mà cái bà kia bà nó thành viên á, đi rất là nhanh. Bà nói là em bà tìm được người đâu, bà em bà Sài Gòn miền Tây gì không biết. Bà nói là thành viên. Tôi lên tôi kêu nhỏ này bấm Hồng Quyên, nó bấm hoài Hồng Quyên, tôi nói Hồng Quyên đâu có biết thành viên đâu, cứ nói Hồng Quyên mà nhỏ kiếm hoài kiếm không ra Hồng Quyên, mới nói thành viên tôi nói không. Bà kia bà nói thành viên đó, hai bà cháu mới nói qua nói lại đúng lộ ra thành viên. Con á thì con nghĩ vậy này, nếu như cô mà có duyên mà gặp lại chú đó, con nghĩ cái cảm xúc lúc đó cũng nó cũng sẽ khác 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 lắm đó cô, bởi vì mình gặp lại cái mối tình đầu mình á, nhiều khi chắc ngại nhỉ cô nhỉ, ngại không cô, ngại không? Không ngại được. Mong mong nói đúng, hồi giờ là chỉ cần cái mối tình đầu đó thôi, nói thiệt luôn. Thì con biết mà, con biết con hỏi vậy thôi. Cô thì cô nói là cô mang ơn đến chú Minh vì là cứu anh cô, nhưng mà con thấy cái đó là cái lý do nhỏ thôi, cái lý do kia mới là cái lý do lớn. Rồi thì con cũng chúc cho cô Lùng thật là nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống nha cô nha. Rồi có thông tin gì đó con sẽ cho cô hay. Rồi rồi, cảm ơn em nha. Chào em nha. Rồi con chúc cô và gia đình nhiều sức khỏe nha cô nhé. Có gì con báo lại con nha, nhớ nha. Có gì Cô chắc chắn rồi. Rồi con chào cô.